Xin chào cô Nguyễn Thị Kim Hiền, được cô gửi cho 300k phóng sanh. Dạ. Thì bây giờ con sẽ đi qua nhà ngư dân để lấy cái số hải sản được bắt ở dưới sông lên đó. Thì con phóng sanh liền cho cô luôn, con quay trực tiếp về luôn. Rồi lúc trước con quay phim, con dựng clip kỹ lắm. Nhưng mà thấy cũng không mấy người coi ủng hộ, nên nay mình làm theo cái kiểu này cho nó nhanh. Đây là làng chài, làng lưới. Nếu mà mình không phóng sanh á thì người ta sẽ đem ra chợ bán, nên mình phóng sanh những loài vật trong tự nhiên, tạo phước cho bá tánh, cho thiên nhiên động vật. Cho em lấy mấy con cua, con còng, con cá, con gì đó đi. Ủa sao hai em bé này giống nhau vậy? Biết được thật phân thân hả? Trời ơi, quý sinh Blast biến hình Naruto nào. Chào cô. Này hàng nhiều vậy cô, có bạch tuộc luôn hả cô? Có bạch tuộc đồ luôn hả? Có mấy con hả cô? Có 3-4 con rồi hả? Bạch tuộc to quá cô. Dạ, ở đây mình có bạch tuộc với con snack yêu, hai con nhỏ. Dạ đây, cua còng ba khía, đây hàng phóng sanh có đủ luôn nha. Dạ, muốn thả con nào thả con đó. Dạ đây, bạch tuộc nay nhiêu ký rồi cô? Hả? Bạch tuộc 250 con. Dạ rồi, con sẵn sàng cho con hết. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều nha. Rồi, thôi con đi phóng sanh cái. Quay lại trực tiếp luôn. Cua, còng, đủ thứ. Ok. Chưa gài cửa. Dễ gài giùm em. Chào chú. Chú này yêu thiên nhiên quá ha. Nhà chú đó bán cây cối. Nhà chú này làm mộc. Nguyên nhà còn dãy bên này là làm ngư dân. Dạ. Ở đây đánh bắt những loài ngoài tự nhiên thì những con này không nuôi nhốt được nha quý vị. Mấy con này thả nó về tự nhiên thì nó làm vai trò của nó tiếp tục trong tự nhiên, nó bảo vệ những khu rừng sinh thái. Còn những con mà có thể ăn tạp, có thể nuôi nhốt được á, mình thả ra tự nhiên nó không có vai trò gì mấy, và nó không có kỹ năng sống, nó sẽ bị người ta bắt lại. Và thường người ta thích ăn những loài sinh vật biển, hải sản được không, chứ không có muốn ăn những cái con mà bị nuôi đó. Đó là lý do thiên nhiên ngày càng cạn kiệt tài nguyên. Cây xanh thì bị chặt phá, tàn phá dữ dội, không trồng mà chỉ có chặt rồi vứt rác. Dạ, hôm nay mình trả mấy con cua biển này về, mấy con còng, mấy con cúm. Ê, con ở nhà cho con đói lắm hả? Mình ra đây mình ăn đồ của người ta. Sáng là nấu cho nó một nồi cơm để nó ăn, nhưng nó vẫn ra thích ăn ngoài đường để đỡ tốn gạo như gia đình hả con? Đi phóng sanh nè. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go.
Let's go. Chó tiên cá. Đi, phóng xanh. Ai nữa? Rồi. Nhận nhiệm vụ của cô Nguyễn Thị Kim Hiền. Đây. Đây là thể hiện con là tiên cá thật sự đây. Đó, rái cá đi theo con nè. Chi Chi, come here. Rồi không, rái cá không đi luôn. Rái cá này là rái cá hoang dã sống trong tự nhiên. Và nay là đi theo Tuy Un để làm những việc lợi ích cho chúng sanh, cho mọi người thấy phải yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật, những loài sống dưới nước lẫn trên bờ. Dạ, đây là thiên nhiên chỗ này trước đây tuần rồi rất là đẹp. Nhưng mới đây thì có ai đó thấy cây cối đây xanh tươi đẹp quá, đơm đớm đồ, tối bay đẹp quá, liền nghĩ lên tà tâm ác ý, chặt phá sạch cây cối ở đây luôn. Dạ, rồi vứt rác thải ra môi trường rất là nhiều. Ở đây trong mùa dịch Covid không có, mà bây giờ hết một cái là bắt đầu đi tàn phá thiên nhiên. Thì gửi luôn cho địa phương ở đây, dạ, giải quyết cái việc này, việc tàn phá thiên nhiên. Rồi nhà người ta trồng cây, nhà người ta để như vậy, vô dỡ hết nóc nhà luôn. Rồi dạ, cây cối bắt đầu vô trong đây chặt phá cây, chặt phá cây đi ạ. À, dạ, nếu mà mình thật sự là những người giàu sang phú quý, muốn để đức lại cho con cái á, phước báo đồ lớn á, thì mình nên mua đất rồi mình trồng rừng, cứ để yên như vậy cho thiên nhiên phát triển, nó tạo ra không khí trong lành, thì mọi người hít thở vào là mọi người đã chịu cái ơn của mình rồi, cái phước của mình nó lớn chứ lắm, chứ không cần phải làm từ thiện. Cái đó là mình đang bố thí không khí sạch cho mọi người thở sống. Quý vị nhớ nha, bố thí không khí sạch nó còn quý hơn là mình lấy tiền mình đi cho người ta nữa. Đây là khí oxy trong lành. Nhưng mà mọi người vô đây chặt cây, phá cây rất là dữ dội luôn. Thì hy vọng những người dân sống nơi đây ý thức bảo vệ môi trường, quý trọng từng cành cây ngọn cỏ. Cây ở đây trồng rất là cực. Mà em ở nhà dựng clip đó quý vị, là em quay clip em làm cho nó kỹ, rồi em không có đi quan sát, là thấy cái cảnh này vô chặt phá cây của người ta tỉnh queo luôn. Dạ, thấy để yên không ai nói là vô tàn phá như vậy. Nên em mà bắt gặp được em sẽ quay cái clip đấy lại để gửi cho cơ quan chức năng giải quyết. Dạ, đừng có nói tàn phá rừng là những người lâm tặc, mà là những người dân sống xung quanh đó là những lâm tặc. Những người dân sống xung quanh đó họ giết hại động vật, họ bắt hại những loài quý hiếm, bởi vì họ chưa được tuyên truyền những cái điều đúng đắn. Họ cứ nghĩ là thiên nhiên còn phong phú lắm, cứ mặc tay mà xử lý thôi, chặt phá quá là dữ dội. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại chuyện của cô Nguyễn Thị Kim Hiền vô chính thức đây. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay tôi đủ duyên lành đi phóng sanh hồi hướng công đức cho quý vị Bồ Tát thật tâm muốn giải cứu thiên nhiên động vật, phóng sanh đúng pháp. Cho những cái loài vật này gieo duyên được với Đức Phật rồi, hồi hướng công đức cho quý vị ha. Những ai đã giải cứu những loài vật trong tự nhiên, phước báo siêu to khổng lồ. Những con vật này nó được quy y rồi, sẽ được thoát khỏi cái sự khổ trong tương lai, mang thân súc sanh quá là khổ. Đời sau được gieo duyên với Đức Phật, hay là bỏ cái thân mạng này rồi, hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này rồi, họ có thể trở về những thế giới họ từng đến. Đừng xem thường những cái con vật này, những con vật trong tự nhiên, là hiện thân của chư thiên Bồ Tát, là những tiên ở trên trời. Sau khi hưởng hết phước, bị đọa lạc, mang thân súc sanh,
vì một cái kiếp quá khứ nào đó mắc nợ với con vật này, với cái loài này, thì họ mang thân súc sanh đó trong tự nhiên để làm cái vai trò đó cho nó xong, để trả đi cái nghiệp nợ đó, để có thể đủ phước và trở lại cái thế giới của họ. Nhưng mà quý vị lại bắt họ ăn thịt, sát hại họ khi họ đang sống hạnh phúc vui vẻ, họ đang làm nhiệm vụ mà ăn thịt sát sanh họ. Và nếu mà họ có thể từ bi buông xả được thì họ mới trở về thế giới tốt đẹp ấy. Còn nếu họ không, họ oán hận, họ tức giận thì họ sẽ sanh vào ngã quỷ. Dạ, ngã quỷ bắt đầu trả báo lại nhân loại mới tạo ra đại dịch Covid-19. Như ngày hôm nay khi đã, sự căm phẫn đã diễn ra là quá nhiều, cả một thập kỷ qua chưa ai làm được những việc lợi ích cho thiên nhiên động vật, chỉ cứ tàn phá riết để cho dịch bệnh ngày một phát triển, cho các loại siêu virus từ 300.000 năm trước bắt đầu nó bị đóng băng ở hai đầu cực, mà bây giờ băng tan nó bắt đầu nó thoát ra. Dạ, nó bắt đầu gây hại nè. Và bây giờ muốn chặn lại điều này phải giải cứu thiên nhiên, động vật đúng cách. Những cái loài trong tự nhiên không có nuôi nhốt được, mình phải thả nó ra bên ngoài thưa quý vị, giải phóng cho nó để nó tiếp tục làm cái vai trò của nó. Còn những con mà nuôi trong ao, giống như mấy con tôm chuẩn bị người ta làm nuôi tôm, nuôi đùng nè, nó không phải là loài tự nhiên, thả ra nó cũng bị những con khác ăn thịt, bị người ta đánh bắt lại thôi. Kỹ năng sống của nó không có, nó đã được nuôi ăn quen rồi. Dạ, A-di-đà-phật. Bây giờ con xin tập trung thời tâm. Dạ. Oh, no, no, nó kẹp con, nó con. No. A-di-đà-phật. Dạ, khu biển trở về với thiên nhiên đây ạ. À. Con thả đây, nó đi xuống cho mọi người coi. Dạ, mình thả này là mỗi ngày người ta có chút ít gì đó thả. Bữa nay con thả nhiêu đây, không biết nhiêu tiền. Thì 300.000 chắc con thả được 2 bữa. Dạ. Tại con nghe ngư dân nói là con còn 290.000. Dạ, mỗi ngày con thả vài trăm vậy đó. Hôm nay con hồi hướng cái việc phóng sanh đúng cách này cho cô Nguyễn Thị Kim Hiền ạ. À. Cho cái mong ước của cô là hồi hướng cho chúng sanh trong pháp giới đó, nó thành hiện thực. Con hy vọng mọi người là sẽ ý thức được cái việc bảo vệ môi trường. Mọi người chỉ cần việc thức tỉnh, đừng làm hại những cái loài trong tự nhiên thôi. Dạ, là đã tích được phước báo lớn, và đừng có tàn phá thiên nhiên nữa. Những người mà giàu đó lên trên mạng khoe của này kia đó, hãy dùng cái sự giàu sang phú quý đó của mình mà trời cho, mà hãy bảo vệ thiên nhiên. Dạ, mua đất đai thì cứ trồng rừng đi ạ. Trồng rừng nhiều lên, trồng rừng, cứ trồng nè. Rừng bây giờ rừng quý nhất đó là rừng ngập mặn. Quý vị cứ mua đất đai nhà cửa xung quanh rừng ngập mặn đó về quý vị, để cho rừng nó phát triển là có phước đức cho con cháu mình. Còn muốn xây dựng nhà cửa lên để ở đó thì thu hẹp diện tích lại, mình làm mình dựng lên một cái chòi cũng được, để giữ miếng đất đó thôi, để cho người ta đừng vô phá thôi. Nhưng mà mình bảo vệ thiên nhiên là được rồi. Có cái quang cảnh như vậy cho nó đẹp, chứ xây dựng nhà cửa lên nó tan nát hết. Bây giờ con xin thả mấy cái con cúm này xuống nước à. Mấy con này thì nó trên bờ nó cúm lại, nó không có chịu đi, nó phải xuống nước. Thôi bây giờ nước thì bây giờ đang lên á à. Con lăn nó xuống từ từ thôi, chứ con cũng không có quăng nó nữa đó. Dạ rồi, con để nó thấp thấp xuống vậy đó cho nó tỉnh, nó đi 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 tụi con, đi hết đi. Ở đây hồi người ta lụm lại giờ ba khía nữa, đi đi nè. Tự nhiên banh càng ra chi vậy? Đi đi, đi đi con. Con cua nó khôn lắm, con cua nó thoát ra nó đi liền. Còn mấy con cúm này trên bờ thì nó cứ như vậy á, càng của nó thì kẹp rất là đau, nhưng mà nó rất là nhút nhát. Rồi nó đi bấu vô trong đất luôn rồi nè. Bấu trong đất chi vậy? Đi đi con nè.
Rồi ơi, đi đi mấy ông tướng ông thần ơi, đi làm nhiệm vụ của mấy ông đi. Đời trước á là ăn ở làm sao á, thích ăn con cúm nên đời này làm lại con cúm. Dạ, những người mình thích khi mình chết, mình thích cái gì mình hiện ra cái đó, mình đi đầu thai làm cái con đó. Dạ, mình thích Phật thì mình đi đầu thai làm Phật. Quý vị đừng nghĩ đơn giản như vậy, muốn con gì là thành cái đó, mình thích cái gì là thành cái đó. Bây giờ người ta cầu nguyện là con là từ bi dữ lắm, cầu nguyện là muốn tốt cho mọi người, hồi hướng công đức cho người này người kia, nhưng mà cái tâm của mình á là mình muốn là ai mà làm việc xấu là đều phải bị phán xét hết. Thì chính cái điều đó nó vẫn là gieo ra một cái tâm niệm ác đối với cái thế giới. Và mặc dù mình muốn tốt nhưng mà mình lại muốn cái xấu bị trừng trị, là mình lại làm xấu. Và tất cả hầu như mọi người đều muốn nghĩ như vậy. Đó là lý do những điều tiêu cực không bao giờ hết được. Bởi vì còn cái sự phân chia giữa thiện ác và sự xét xử đó, nó sẽ không có dừng lại được cái ác được. Phải làm nghĩ tốt cho tất cả hết thì tất cả sẽ đều tốt. Còn nghĩ phân biệt xấu tốt này kia, dạ. Con thì con chỉ có nói ra những điều chân thật để con khuyên mọi người thôi. Còn mọi người muốn nghĩ sao nghĩ. Con thì hoàn thành nhiệm vụ phóng sanh cho cô Nguyễn Thị Kim Hiền ạ. Dạ. Ngày mai để con về hỏi ngư dân coi còn tiền không còn thì con sẽ phóng tiếp cho cô. Dạ rồi. Chứ con cũng biết phóng này nhiêu tiền nữa. Cua, cúm, còng đều đủ thứ hết á. Dạ. A Di Đà Phật, 16 phút.